Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Liễu Tàn Dương, Cửu Dương Chí Tôn, qua phần diễn đọc Chương Diệu. Không muốn nhắc đến chuyện này nữa, vì mỗi lần nghe đến là Quyền Xuân Thu lại nhớ đến mọi thổ lộ của Khương Lập Sơn liên quan đến duyên tình giữa họ Khương và Hàn Kim Bích, mẫu thân của Hứa Đinh Lăng. Nên Quyền Xuân Thu trở lại câu chuyện đang dang dở. Còn một nhân vật cũng bị chết một cách bí ẩn, không biết Quý Môn nhận định thế nào về hung thủ. Nàng trở lại dáng vẻ dịu dàng thùy mị. Đấy chính là thiếu môn chủ của bản môn mỗi vừa đề cập. Còn về nguyên nhân tử vong, môn chủ bản môn suy đoán do thiếu môn chủ luyện công luôn quá vội, dục ốc bất đạt nên cần vận hành chân khí đến độ chót đã xảy ra hậu quả bất lợi. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là do nhân vật am hiểu tuyệt kỹ phi chỉ Lưu Ngân, y xuất hiện bất ngờ lại còn ngang nhiên hạ sát hai bạch y sứ giả. Điều đó khiến cho thiếu môn chủ phẫn nộ, quyết ra tay trừng trị hung thủ mới xảy ra cớ sự dẫn đến nghịch hành chân khí và phải chết. Quyền Xuân Thu không thể không nhớ đến cách giải thích lần đó của Tạ Nghi Phượng, quả là khá phù hợp với cách giải thích của Hứa Đinh Lăng lúc này. Có người bảo cái chết đó là do sự không am hiểu từng nhược điểm của nạn nhân đã quyết liệt ra tay lúc nạn nhân hoàn toàn bất ngờ. Quá ra không phải gì là do nạn nhân luyện công bất cẩn. Nàng cau nhẹ đôi mày liễu, có phải ca ca muốn ám chỉ Tạ Nghi Phượng? Quyền Xuân Thu dục hiểu, đúng là Nghi Phượng cô nương dám đề quyết như thế, có phải vì chính cô nương ngấm ngầm ám thị cho Nghi Phượng biết chuyện tại hạ đang lâm hiểm cảnh? Nàng thoáng đỏ mặt, vì quá vội lại do không đủ năng lực giúp ích gì cho ca ca, muội chỉ còn mỗi một cách là tìm nhân vật khác khả dĩ có thể cứu giúp. Thời mai muội nhìn thấy nàng ta tình cờ tìm đến Thiên Phật Sơn, nếu do khăn tay của muội có làm cho giữa ca ca và nàng xảy ra ngộ nhận, xin hãy lượng thứ. Quyền Xuân Thu lấy khăn tài đó ra và giao cho nàng, nói: giữa tại hạ và Nghi Phượng chỉ là tình cờ quen nhau, sẽ không có ngộ nhận như cô nương lo ngại. Huống hồ nàng còn là người của Địa Tuyệt Môn, một môn phái từ bấy lâu nay luôn gây nhiều phiền toái cho tại hạ. Nàng phì cười cố tình không nhận lại khăn tay chính là của nàng. Và ca ca khi nãy nhẹ nhõm thở phào vì từ đây sẽ không còn bị Địa Tuyệt Môn gây phiền toái nữa. Quyền Xuân Thu ngạc nhiên vì thế không nhận ra bản thân vẫn còn đang giữ khăn tay của nàng. Sao cô nương biết? Trừ phi mọi chuyện xảy ra giữa tại hạ và Tạ Nghi luôn, cô nương đã mục kích tất cả rồi. Nàng bảo lúc muội đến đã thấy song phương vẫn giao chiến, vì nhận biết một trong hai là ca ca muội quan tâm đành lên đến gần. Mai này thân thủ của ca ca cao minh thật đó. Quyền Xuân Thu cười gượng, tại hạ nhờ may mắn 5 năm trước sau khi lìa khỏi Trương gia tình cờ được ân sư thu nhận. Thân thủ của tại hạ sao đủ cao minh nếu so với Địa Tuyệt Môn hoặc Linh Kiếm Nhị Môn. Đột ngột nàng đề cập đến những bí ẩn của Trương gia, ca ca nhắc đến Trương gia muội mới nhớ ở đấy thật sự còn có những bí ẩn gì. Quyền Xuân Thu nghe thấy vì muốn lấy mảnh hoa tiên có di tự của tiền nhân Trương gia ra, nên mới nhận thấy vẫn còn chiếc khăn tay của nàng. Khăn tay này, nàng cười nhẹ, ca ca đã để mất đi di vật của lão đầu tử vào tay người khác, thôi thì cứ giữ khăn tay này gọi là để luôn nhắc nhở về muội.
Quyền Xuân Thu áy náy cất mảnh khăn vào người, sau đó lấy mảnh hoa tiên ra. Tiền nhân của Trương gia có di tự ở trên này, xem qua trước rồi sau đó tại hạ sẽ giải thích thêm. Nàng đọc qua một lượt rồi cau mặt. Mạc Thiên Sầu tuân lệnh ai? Tiếp cận với Trương gia để chiếm đoạt Lục Tiểu Linh Kiếm. Linh Kiếm Môn từ bấy lâu nay luôn quan tâm đến bí ẩn của Trương gia. Tại hạ hỏi thật, liệu cô nương có nghĩ Linh Kiếm Môn bỗng xưng danh như thế, có phải là vì họ đang sở hữu Lục Tiểu Linh Kiếm đã bị Mạc Thiên Sầu chiếm đoạt? Nàng trầm ngâm nói, bổn môn quả thật đang sở hữu Lục Tiểu Linh Kiếm, nhưng từ đâu mà có, muội cần phải dò xét lại. Và có lẽ vì muốn am hiểu tường tận cách lập trận Lục Tiểu Linh Kiếm, nên lâu nay người của Linh Kiếm Môn luôn quan tâm đến Trương gia chăng? Quyền Xuân Thu lo ngại, dù sao lệnh di Hàng Kim Thoa cũng đã là người của Trương gia. Cô nương có bỏ công dò xét hư thật, mọi chuyện cũng là hợp lẽ. Chỉ mong sao châu về hợp phố, di vật và di học của Trương gia thuộc về lệnh di và cô nương vẫn hơn là rơi vào tay của môn chủ Linh Kiếm Môn đang tỏ ra có giả tầm khác thường. Nàng kinh nghi nói, sao ca ca bảo môn chủ của bản môn có giả tâm? Quyền Xuân Thu đáp, quý môn có liên minh với Cửu Âm giáo và Vạn Tâm đạo quán, điều này là quá ư rõ ràng. Có lẽ do Chu Mộ Hiệp đã ham mê danh lợi quyến dụ chăng? Nàng lắc đầu, vì ca ca đã nói muội đành phải giải thích, mọi chủ ý không do Cửu Âm giáo hoặc Vạn Tâm đạo quán đề xuất, vì họ thừa tham vọng nhưng thiếu năng lực, trái lại tất cả đều do bản môn chủ trương. Nhưng nguyên nhân đích thực của việc này không hề là do giả tâm như ca ca vừa đoán. Quyền Xuân Thu hoài nghi, vậy thì nguyên nhân nào? Nàng bảo, muội chưa biết nhưng vẫn quyết chắc không do giả tâm. Tuy vậy vẫn loáng thoáng nghe đầu như là để tranh giành một danh vị gì đó đối với Địa Tuyệt Môn. Quyền Xuân Thu giật mình, có phải vì thế mà cả Linh Kiếm lẫn Địa Tuyệt nhị môn đều luân phiên xuất hiện giám sát mọi động tĩnh xung quanh Trương gia? Không lẽ cả hai vì cùng tranh giành quyển cổ kinh? Nàng cũng giật mình, quyển cổ kinh nào? Câu chuyện tạm quay về những bí ẩn của Trương gia và Quyền Xuân Thu chợt nghi ngờ Hứa Đinh Lăng rất quan tâm đến quyển cổ kinh. Đấy là quyển cổ kinh Chiến Quốc Âm Dương Thuật chú giải, vốn được ẩn giấu dưới bí thất của Trương gia. Giấu ở đâu? Ngay bên dưới thạch đôn. Vật khai mở lối thông phòng có thể giúp người ẩn ở bên dưới nghe mọi động tĩnh ở bên trên. Ca ca đã tình cờ phát hiện, tại hạ ngẫu nhiên bị sinh cầm, vì thế mọi phương sách khả dĩ có thể giúp tự giải thoát tại hạ đều tận dụng không bỏ qua. Ca ca vẫn đang giữ quyển cổ kinh đó, đấy là vật của Trương gia. Sau khi tình cờ phát hiện, tại hạ bèn đặt trở lại nguyên vị và tự hứa với lòng, nếu như có cơ hội sẽ điểm chỉ cho lệnh di hoặc cùng lắm là cho một mình cô nương mà thôi. Nhưng ca ca có xem qua không? Có, sao hả? Mội chỉ quan tâm đến yếu quyết thiết lập kiếm trận của Lục Tiểu Linh Kiếm. Tại hạ tuy không xem kỹ nhưng vẫn có thể đoán chắc trong quyển cổ kinh không hề đề cập đến Lục Tiểu Linh Kiếm trận. Vậy quyển đó đề cập đến vấn đề gì? Tâm pháp nội công chăng? Chỉ là những chú giải để chế luyện âm dương kiếm. Âm dương kiếm, Tạ Nghi luôn có đề cập đến âm dương kiếm quyết. Một bên là kiếm, một bên là kiếm quyết, cả hai có quan hệ với nhau không? Quyền Xuân Thu thoáng bối rối, nhưng vẫn phải giấu những gì đã tự nhận định, nhất là từ một câu lưu chú có ghi ở trong quyển cổ kinh của Xuân Thu nhị lão. Âm dương kiếm quyết được cất giấu ở một nơi gọi là Địa Thảm, vì đây là điều có thể gây nhiều kinh biến cho một Địa Tuyệt Môn đang có nhiều tranh chấp. Có thể có liên quan nhưng tại hạ không quyết chắc. Nàng nhìn ngay vào mắt của Quyền Xuân Thu, ca ca có điều gì vẫn còn giấu muội? Quyền Xuân Thu áy náy, có một vật tuy cũng thuộc Trương gia nhưng tại hạ đã lỡ dùng.
Nàng hồ nghi, một vật rất quan trọng phải không? Quyền Xuân Thu thở dài nói, có thể bảo như thế, vì nếu không có vật đó, bất luận ai dù muốn chế luyện kiếm âm dương cũng khó có thể hoàn thành. Nàng thoáng câu mày, là vật gì? Quyền Xuân Thu đáp, một hoàng tịch cốc gọi là Tuyết Liên Cốc Hoàng Đan. Một khi dùng cốc hoàng đan này, người sử dụng có thể nhịn đói khát bãi bãi 49 ngày. Nàng chợt nhếch miệng cười, vậy là ca ca đã lỡ dùng vì vô tình lâm phải hoàn cảnh đói khát. Đừng áy náy nữa, vì nguyên nhân chỉ là do A Di dụng tính khiến cho ca ca gặp cảnh sinh cầm. Giá lại người của Trương gia hiện chẳng còn ai, hoặc A Di hoặc muội, dù muốn nói nghiệp thì cũng vô năng. Chế luyện binh khí còn hay không còn hoàng tịch cốc đó thì cũng không đáng kể, miễn ca ca nhờ đó mà toàn mạng là tốt rồi. Quyền Xuân Thu liền chuyển qua vấn đề khiến cho bản thân quan tâm. Nhắc đến toàn mạng, tại hạ mới nhớ, chỉ mới đêm trước người của Quý Môn quyết lấy mạng tại hạ và một bằng hữu gọi là Sách Quyết Câu Hồn. Vì sao vậy? Đến lượt nàng tỏ ra áy náy. Linh Kiếm Môn đang quyết giữ sự kết minh với Cửu Âm Giáo và Vạn Tâm Đạo Quán, không thể không vì họ mà xuất lực. Chủ ý của Cửu Âm Giáo là muốn loại trừ những ai có thể là nhân vật hoặc là vật cản cho họ. Đầu tiên phải kể đến là Sách Quyết Câu Hồn. Quyền Xuân Thu chỉ nửa tin nửa ngờ nói, Sách Quyết Câu Hồn có mối thù bất cộng đái thiên với Chu giáo chủ. Cửu Âm Giáo muốn loại bỏ gã cũng phải, nhưng còn tại hạ. Nàng thố lộ, từ khi được tin ca ca là truyền nhân của toàn chân phái, một phái đã lâu không xuất thế nhưng có truyền thống là hãy có người xuất thế thì những phái cùng thanh tu theo đạo Tam Thanh đều bị nhân vật này làm giảm thiểu uy tín. Vạn Tâm Đạo Quán là nhóm người đầu tiên muốn loại bỏ ca ca. Cửu Âm Giáo nhân đó tán thành vì ca ca còn là bằng hữu của Sách Quyết Câu Hồn, kẻ tử đối đầu với Cửu Âm Giáo. Quyền Xuân Thu thở dài ngao ngán, chỉ vì danh hào mà họ đố kỵ đến thế hay sao? Đã vậy họ còn lôi kéo xúi dục cả phái Võ Đan vào cuộc, vô tình tạo cảnh náo loạn khắp giang hồ, gây tác động quyết không thể nhỏ cho toàn thể võ lâm. Nàng chợt nghiêm giọng, đối với bọn Vạn Tâm Đạo Quán thì chỉ có thể đúng với hai chữ đố kỵ, riêng phái Võ Đan thì khác. Chưởng môn nhân của họ vừa nghe nói đến toàn chân phái đã có phản ứng gay gắt, như thể phái toàn chân chính là mối họa tâm phúc của họ. Ta cả nên chú tâm việc này. Cảm kích nàng nhắc nhở, Quyền Xuân Thu cũng muốn cảm tỉnh nàng. Chu giáo chủ Cửu Âm Giáo từng là đại đệ tử của Lệnh Tôn khi còn là phái Cửu Chân. Nàng hậm hực ngắt lời, môi cũng đã suy nghĩ về họ Chu, đang tìm lời đáp cho một câu nghi vấn. Vì sao họ Chu lại đang tâm hủy bỏ sự tồn tại của Cửu Chân phái? Và muội độ rằng trong thảm biến của Hứa gia, ắt đã có chuyện gì đó gây tác động rất nghiêm trọng với họ Chu. Nhưng là chuyện gì thì muội vẫn đang tìm hiểu. Quyền Xuân Thu vẫn tìm cách cảnh tỉnh. Vẫn có cầu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thiết nghĩ là họ Chu không thể một sớm một chiều chợt đổi thành một nhân vật có hoài bão quá nhiều tham vọng, lại lắm tâm cơ thủ đoạn. Nàng nhờ đó liền tỉnh ngộ, ca ca muốn ám chỉ họ Chu phải có tham vọng từ lâu rồi, kể cả khi họ Chu vẫn còn là đại đệ tử của gia phụ. Quyền Xuân Thu lại không muốn đẩy trí tưởng tượng của nàng đi quá xa, nói, tại hạ chỉ suy luận theo việc và luận việc thế thôi. Sẽ tốt hơn nếu là cô nương tạm thời giữ kín hành tung, chớ cho họ Chu biết Hứa Đinh Lăng không chỉ còn có ở tại nhân thế, lại còn là thiếu môn chủ của Linh Kiếm Môn. Nàng thừ người ra, muội đã không sớm lường đến tình huống này, để bây giờ ca ca có nhắc thì cũng đã muộn, vì muội đâu thể giữ kín hành tung. Một khi họ đã và đang có một liên minh, trừ phi... Quyền Xuân Thu chột dạ, sao cô nương nghĩ được cách có thể bổ cứu ư? Nàng chợt nhẽ miệng cười, nhưng lần này cách của nàng cười lại làm cho Quyền Xuân Thu sởn cả gai ốc.
và có một dự cảm bất an. Cho dù nàng đang bảo, đang cố trấn an Quyền Xuân Thu, đương nhiên phải có cách bổ cứu. Đó là muội cần sớm gặp và giải bày tự sự với môn chủ sư phụ. Chuyện không thể chậm, muội xin tạm biệt ca ca, xin bảo trọng. Và nàng là một thiếu môn chủ có khác, bảo đi là đi. Và nàng thi triển một khinh thân pháp cực nhanh, chỉ chớp mắt là đã mất dạng. Quyền Xuân Thu nhìn theo thật khó ngờ, chỉ một thời gian ngắn nàng đã có thể thành tựu đáng kể như thế, tự lột xác biến thành một nhân vật hoàn toàn khác. Đến như linh đan nàng trao tặng cũng có diệu dụng khó ngờ, Quyền Xuân Thu hầu như đã khôi phục nguyên trạng, cho dù chưa thật sự tọa công. Nhưng khi Toàn đứng lên, vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó, Quyền Xuân Thu lại giả vờ sửa lại tư thế, mắt nhắm rồi chuẩn bị tọa công. Có tiếng không khí dao động cực nhỏ, kèm theo là một nhân vật thần bí chợt xuất hiện ngay phía sau Quyền Xuân Thu. Quyền Xuân Thu vẫn nhắm hờ hai mắt, một tư thế khá thuận lợi cho nhân vật thần bí nọ cứ từ từ vươn tay đến thật gần huyệt đại truy ở ngay ở phía dưới ót của Quyền Xuân Thu. Chỉ khi tay của nhân vật thần bí sắp chạm vào huyệt đại truy, toàn thân của Quyền Xuân Thu tuy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhưng đột ngột xoài đánh soạt quay ngược hẳn về phía sau. Và đấy chính là lúc Quyền Xuân Thu ra tay. Hữu thủ thì phát chỉ kình, Quyền Xuân Thu điểm một chỉ cực nhanh, cách không tại đại huyệt đan điền của nhân vật che kín mặt, đang dở trò ám toán. Còn tả thủ của Quyền Xuân Thu thì dương nhanh, chợp thật mạnh vào dung lụa đang che kín lấp lư sơn chân diện ngục của nhân vật có tà tâm. Quyền Xuân Thu xuất thủ quá nhanh, kẻ ám toán hoàn toàn bị bất ngờ, chẳng còn biện pháp nào tự cứu, đành rướn người thi triển từ thức lý ngư đã đỉnh, tung ngược toàn thân về phía sau thật nhanh và thật ngoạn mục. Nhưng vẫn muộn, vì chỉ lực của Quyền Xuân Thu tuy không điểm trúng huyệt đan điền như đã định, nhưng vẫn chạm vào huyệt hoàng khiêu ở đùi chân tả của đối phương. Có lẽ thế, đồng thời dung lỗ che mặt của đối phương đã bị Quyền Xuân Thu chợp giữ vào tay tả. Đối phương ngay khi thoát, tay tả hơi quỵ xuống, rồi ống tay áo bên tả đã nâng thật cao, che mặt suýt bị lộ diện. Hữu thủ thì phóng vào Quyền Xuân Thu một kình trút hết toàn bộ giận dữ và cuồng nộ. Quá ra ngươi đã hoàn toàn phục nguyên, chỉ giả vờ cố ý chờ ta đến để đối phó, ngươi thật đáng chết. Nhìn cung cách phát chiêu của đối phương, Quyền Xuân Thu vừa rúng động lại vừa khiếp hãi, vội đứng lên và hốt hoảng nhảy lùi ra thật xa. Quỷ âm trảo công vẫn là tôn giá độ nào toan dùng, quỷ âm trảo đoạt mạng sách quyết câu hồn. Công phu của tôn giá đã đạt đến mức thượng thừa, cớ sao còn tìm cách hãm hại tại hạ. Nhưng chiều của đối phương chỉ có dụng ý dọa nạt. Vì vừa phát hiện Quyền Xuân Thu nhảy lùi nhân vật nọ, dù chân bên tả vẫn còn đau, cũng thần tốc xoay người tẩu thoát. Lúc nhận ra sự thể thì đã muộn, Quyền Xuân Thu nối tiếc. Vì vừa bỏ qua một cơ hội hạn hữu là có thể qua nhân vật đó mà tìm hiểu rõ hơn vì sao lần trước có thái độ như thể bên vực hoặc đứng về phía giáo chủ Cửu Âm giáo Chu Mộ Hiệp. Phải chăng họ có liên quan? Và nếu vậy, liệu chỉ một hai cả hai đều biết sử dụng quỷ âm công là thứ công phu phát xuất từ Tây vực, vừa được Quyền Xuân Thu có nguyên do buộc phải quan tâm? Nhưng đối phương đã đi rồi, Quyền Xuân Thu chỉ phần nào an ủi là dầu sao cũng nhìn thoáng qua diện mạo thật, luôn được nhân vật nọ che giấu với một dấu vết nhân dạng khá đặc biệt, mà sau này nếu có cơ hội nhìn lại thế nào Quyền Xuân Thu cũng nhận ra. Chợt nhớ đến một việc, Quyền Xuân Thu vội tung người lao đi thật khẩn trương. Quay lại Trương gia, điều đầu tiên khiến cho Quyền Xuân Thu lấy làm lạ là không có bất kỳ nhân vật linh kiếm môn nào lưu lại đây để giám sát như trước đây nữa. Nhưng chủ ý của Quyền Xuân Thu lúc cố tình đến đây không phải là để tìm
Linh Kiếm Môn. Vì thế cho nên Quyền Xuân Thu dồn lực vào thanh âm phát tiếng gọi đưa đi thật xa. Tại hạ Quyền Xuân Thu có việc khẩn, cầu hội viện Địa Tuyệt Môn. Nếu có nghe xin cho một lời hồi đáp. Địa Tuyệt Môn bao gồm toàn cao thủ. Quyền Xuân Thu vì biết như thế nên không cần phát thêm tiếng gọi nào nữa. Chỉ một lần là quá đủ. Và nếu họ không hiện thân hoặc không một thanh âm nào hồi đáp, Quyền Xuân Thu hiểu nghĩa là họ không muốn lộ diện. Hoặc giả là họ cũng không còn lẫn quẩn đâu đây như tình trạng của Linh Kiếm Môn. Khi đó Quyền Xuân Thu tìm họ là vì thanh lý. Và trong số họ không may, Quyền Xuân Thu đã hết trách nhiệm sau này. Dù biết họ cũng không thể trách gì Quyền Xuân Thu được. Không có thanh âm nào hồi đáp thật. Quyền Xuân Thu toan bỏ đi như đã định, chợt bắt gặp một thanh âm mơ hồ. Lại có người lẻn bám theo, dù xét. Quyền Xuân Thu cười thầm và giờ như không phát hiện, cứ bình thản xoay người bước đi. Những thanh âm mơ hồ vẫn còn đó, cho biết Quyền Xuân Thu nghe không nhầm. Thoáng bực mình, Quyền Xuân Thu chợt nghĩ đến nhân vật che kính mặt. Từng một lần ngấm ngầm xuất hiện toan ám toán. Và Quyền Xuân Thu nghĩ phen này quyết phải cho nhân vật đó một dấu nặng hơn. Hầu chừa hẳn tâm cơ thủ đoạn, chuyên lén lút hại người. Quyền Xuân Thu thản nhiên đi đến trũng núi, nơi vẫn còn một lò chế luyện binh khí gọi là lò âm dương, cạnh dòng suối nước êm ả chảy. Thật đúng là không may cho nhân vật kia. Những thanh âm mơ hồ vẫn còn văng vẳng bám theo Quyền Xuân Thu. Nhếch môi tự cười một mình, Quyền Xuân Thu đột ngột chui thật nhanh vào gò đất cao chính là lò âm dương. Quyền Xuân Thu vừa mất hút, một bóng nhân ảnh nhẹ nhàng hạ thân ngay ở bên ngoài, êm thấm và không một tiếng động, như một chiếc lá rơi. Và sau một khoảnh khắc ngập ngừng thật ngắn, điều đó một thể hiện qua ánh mắt dò xét đảo nhìn quanh của kẻ thần bí. Bóng nhân ảnh nọ mới quyết đoán chui luôn vào bên trong theo chân của Quyền Xuân Thu. Nào ngờ một lực đạo uy mãnh kèm theo tiếng quát vang dội của Quyền Xuân Thu bỗng từ bên trong quật ngược trở ra, bỗng ngay vào thân hình của bóng nhân ảnh kia chỉ mới lò dò tiến vào chưa được nửa trượng. Đã một lần cũng vì hành vi ám muội này, Tôn Giá xuất một phen kinh tâm tán đổm, vẫn chưa lấy đó làm bài học hay sao? Lần này thì đừng có trách tại hạ. Hoàn toàn không ngờ hành tung của bản thân không những đã bị Quyền Xuân Thu phát hiện từ sớm, mà còn bị lọt vào phục kế của Quyền Xuân Thu sắp đặt sẵn. Bóng nhân ảnh nọ vừa chui khuất vào bên trong liền bật bay trở ra, nhưng không do bản thân muốn, mà là bị một đạo kình lực tống thẳng vào người, thân hình như một phế vật bay đi. Quyền Xuân Thu cũng từ ở trong đó lao ra, khí thế như thể quyết không để cho nhân vật nọ chạy thoát như độ nào. Tuy nhiên một quan vừa nhìn thoáng qua nhân dạng của bóng nhân ảnh đó, sắc diện của Quyền Xuân Thu chợt tái nhợt và thật nhanh. Quyền Xuân Thu đang đà lao ra càng cực lực lao nhanh hơn, nhờ đó kịp đón đỡ thân hình của bóng nhân ảnh nọ vào cánh tay trước khi cả hai cùng rơi chạm xuống đất. Là ai? Quyền Xuân Thu càng bàng hoàng khi nhìn thấy nhân vật ở trong vòng tay cơ hồ sắp chết. Nghi Phượng, sao lại là cô nương? Sao lại là cô nương chứ? Cùng lúc đó một nữ lang với cách trang phục như một ả nô tỳ chợt xuất hiện. Ôi chao nhị tiểu thư, người thật nhẫn tâm, thật độc ác khi đang tay sát hại nhị tiểu thư. Quyền Xuân Thu sắc mặt hãy còn bàng hoàng, vội ngẩng mặt nhìn lên và nhận ra ngay đó là nữ lang độ nào từng mạo nhận người của Linh Kiếm Môn. Tại hạ. Nhưng nữ lang nọ dục sai người quay nhanh khiến cho Quyền Xuân Thu muốn nói nhưng cũng không thể. Tuy vậy Quyền Xuân Thu chẳng bận tâm, vì nữ lang nọ chỉ là một a hoàng, và bản lãnh của một a hoàng thì không giúp gì được cho Quyền Xuân Thu trong lúc này. Quyền Xuân Thu đặt Nghi Phượng nằm xuống, tuy khẩn trương nhưng Quyền Xuân Thu vẫn cố giữ điềm tĩnh để xem qua mạch tượng cho nàng.
Được một lúc, Quyền Xuân Thu nặng nề buông tiếng lẩm bẩm: vẫn có thể cứu, nhưng sư phụ ơi, phải chăng đây là do thiên định, đồ nhi gây nghiệp nên phải lãnh nhận hậu quả chăng? Ở nơi tiên cảnh mong sư phụ lượng thứ, đồ nhi khó thể giữ thanh quy để mai hậu nối tiếp ý chí của sư phụ vẫn hằng mong muốn ở đồ nhi. À, sao lại là nàng? Tuy thế, vì cứu nhân như cứu quả. Quyền Xuân Thu dội bồng sóc nghi phượng lên, và sau khi nhìn quanh quất, Quyền Xuân Thu lại nhanh nhẹn đưa nàng chui tọt vào gò đất lò âm dương chuyên chế luyện binh khí của Trương gia. Không một ai biết Quyền Xuân Thu đưa nghi phượng vào đó để làm gì, vì ngay khi bóng dáng của cả hai vừa khuất thì miệng lò nơi xuất nhập duy nhất dẫn vào gò đất cao do bàn tay người dày công đắp dựng chợt đổ sụp xuống và phong bế hoàn toàn ngăn cách giữa bên ngoài với bên trong. Một lúc sau, nữ A Hoàng lại xuất hiện, ả nhìn quanh và hoang mang. Y chỉ mới đây thôi, ôi cha, hay là y đã muốn phi tan, đang tìm chỗ để khuất lấp dùi thay nhị tiểu thư rồi. Ả không nói một mình, vì xuất hiện ngay sau ả là hai nhân vật, một già một trẻ, và người có niên kỷ kém hơn chợt nôn nóng vẫy tay khẩn trương truy tìm, huy động toàn bộ lực lượng cùng phát lệnh phong tỏa khắp nơi, thậm chí ngoài 15 dặm cũng phải phong tỏa, nhanh lên. Nhân vật cao niên cúi đầu nhận lệnh, sau đó hất mạnh hữu thủ lên không. Từ ống tay áo khá rộng của lão nhân liền rời bắn lên cao 4 mũi tên trường tiễn. Chúng bay lên và chết về phía đông tây nam bắc. Chỉ khi lên đến độ cao cuối cùng, 4 mũi trường tiễn vụt phát nổ, tạo thành 4 đụng khói mang màu đỏ thẫm. Đến khi đó thì lão nhân mới phát thoại, bẩm báo với nhân vật vừa ra lệnh: thiếu môn chủ cứ lưu lại, việc truy tìm hung thủ lẫn tung tích của nhị tiểu thư cứ giao cho thuộc hạ. Thiếu môn chủ vì nóng lòng nên không thể an tâm lưu lại. Tạ nghi đình này vẫn đích thân truy lùng. Nhị trưởng lão xin điều động môn nhân của bản môn theo 3 hướng, đông tây bắc. Hướng nam sẽ do tiểu điệt đảm nhiệm. Đi. Cả hai cùng vội vàng lao đi. Chỉ còn lại một mình nữ lang A Hoàng bần thần đi qua đi lại mong mỏi chờ tin. Chợt ả phát hiện miệng lò đổ sụp, ả nghi hoặc liền tiến lại gần xem xét. Càng xem đi xem lại chỗ miệng lò, ả càng bần thần và bồn chồn lạ. Bởi đó dù thời gian trôi qua chỉ mới đôi 3 khắc, quyết không đủ để truy tìm. Hình bóng của một người với phạm vi phong tỏa có đến 15-16 dặm chu vi, ả vẫn quả quyết bật phóng một mũi trường tiễn lên cao. Mũi trường tiễn này khi phát nổ lại tỏa ra một đụng khói màu vàng rực rỡ, thay vì là màu đỏ thẫm như 4 mũi trường tiễn lúc nãy. Truy lệnh tiễn đã phóng đi rồi và đụng khói vàng cũng đã từ từ tan ra. Thế mà ả vẫn không an tâm, lại phóng lên liên tiếp cũng một mũi trường tiễn như thế nữa. Bực! Đụng khói vàng lại hiển hiện và chưa kịp tan loãng thì ả lại phóng mũi thứ 3. Giúp! Bực! 3 mũi liên tiếp. Ả biết nhân vật ả cần báo tin, dù không nhìn thấy cũng có bất luận ai nhìn thấy phải thay ả báo tin. Và khi nhận được tin nhân vật nọ dù đang ở bất kỳ đâu cũng phải cật lực thi triển hết mức khinh công để chạy về phía ả, là người chủ động phát truy lệnh tuyển. Quả như thế, chỉ độ hơn một khắc thời gian, Thả Nghi Đình đã hớt hơ hớt hải chạy tới. Do chạy quá vội nên mệt, Tạ Nghi Đình dù muốn phát thoại cũng không thể, đành lấy mắt nhìn ả thay cho câu hỏi chuyện gì. Ả toàn đáp từ phía ngược lại, nhị trưởng lão cũng hổn hển chạy đến. Chuyện gì, chuyện gì? Thêm một lần nữa ả chưa kịp giải thích thì từ hai phía đông tây có thêm hai trưởng lão lão đảo chạy đến. Cả hai một đến suýt gục ngã. Vậy là từ 4 phía đã có đủ 4 nhân vật do phát hiện ra tiễn lệnh,
nên đồng loạt dùng toàn lực vận dụng đủ cả ba chân bốn cẳng để chạy đến. Hả giải thích rành rọt, chỗ đất sụp này mới ngày hôm qua không hề có. Tiểu tì vừa phát hiện chợt nghĩ, hay là có người cố tình phá hủy để che giấu điều gì đó, không tiện phơi lộ. Hạ Nghi Đình và ba lão nhân cùng thất sắc, vì nhận thấy chỗ đất sụp quả nhiên có dấu vết vẫn còn mới. Họ toan xông vào sang phẳng chỗ đất sụp để dò xét bên trong. Chợt ả A Hoàng lên tiếng nhắc nhở. Tiểu tì cũng có ý định tiến vào dò xét, nhưng ngại hung thủ có thể cũng đang ẩn ở bên trong. Họ lại thất sắc nhìn nhau. Và Tạ Nghi Đình dù đang kiệt lực vẫn gắng gượng lên tiếng hầu như thỉnh cầu ba lão nhân nọ. Tiểu điệp chỉ có mỗi một muội muội Nghi Phượng, lại cách xa nhau nhiều năm. Chỉ gần đây vì tình hình quẩn bách, và muội mới quay về đoàn viên bên tiểu điệp. Nếu Quyền tiểu tử quả thật vẫn đang ẩn ở trong đó, tiểu điệp muốn tự thân báo thù cho gia muội, xin ba vị trưởng lão thương tình thành toàn cho tiểu điệp thăm tạ. Ba lão nhân nhìn nhau, sau đó nhị trưởng lão gật đầu. Có phải thiếu môn chủ muốn bọn thuộc hạ ba người vận dụng tuyệt thủ để hợp thành hộp bích truyền lực giúp cho thiếu môn chủ chỉ thời gian ngắn khôi phục trọn vẹn công phu? Giọng của Tạ Nghi Đình đã nghẹn ngào. Dùng cách này hậu quả sẽ khiến cho tiểu điệt có thể bị tuyệt khí. Nhưng có thế thì gia muội tiểu điệt đâu thể bỏ qua, mong ba vị trưởng lão thành toàn. Cốt nhục thâm tình của Tạ Nghi Đình khiến cho nữ lang A Hoàng cảm xúc. Ả lên tiếng. Tiểu tì đã không hoàn thành trách vụ hầu hạ nhị tiểu thư, dẫu có chết cũng không đủ chuộc hết lỗi lầm. Nếu thiếu môn chủ chấp thuận, tiểu tì nguyện gánh vác trọng trách này, vì dẫu sao tiểu tì nhờ cũng còn đầy đủ chân lực. Bà vị trưởng lão dù có dùng tuyệt thủ pháp hợp bích truyền lực, vẫn không đến đổi khiến cho tiểu tì bị tuyệt khí. Mong thiếu môn chủ suy xét, cần giữ gìn sinh mạng hữu ích sau này cho tiền đồ của địa tuyệt môn. Tạ Nghi Đình phân vân, nhưng nếu tiểu mai ngươi có mệnh hệ gì, kẻ làm thiếu môn chủ như ta sẽ suốt đời áy náy bất an. Tiểu mai quả quyết, nuôi binh ngàn ngày chỉ dùng có một giờ, tiểu tì thân phận côi cút không nơi nương tựa. Nếu không được địa tuyệt môn đại lượng cưu mang, tiểu tì làm sao có ngày hôm nay. Ý của tiểu tì đã quyết, dù chết vẫn phải báo đáp ân tình trọng hậu đối với bổn môn. Nhị trưởng lão gật đầu, lập luận của tiểu mai sở dĩ ổn thỏa. Việc bị tuyệt khí khi hợp bích truyền lực chỉ là điều giản nhất, khó thể xảy ra. Huống chi tuyết mai đã có lòng, lại nguyện ý đảm trách, thiếu môn chủ có thể chấp thuận, vẫn tốt hơn nhiều so với việc thiếu môn chủ toan mạo hiểm. Tạ Nghi Đình còn đang dụ dự thì nghe ả hối thúc, cứu nhân như cứu quả, mong thiếu môn chủ sớm có quyết định đừng chậm trễ nữa. Tạ Nghi Đình miễn cưỡng tán đồng, được rồi, kể cả ta cũng sẽ cùng tam vị trưởng lão thành toàn cho tiểu mai ngươi. Giả dụ có vì việc này ngươi bị mệnh chung, toàn gia của Tạ Nghi sẽ mãi mãi khắc ghi ân tình của ngươi. Thôi hãy bắt đầu đi nào. Bảo là hợp bích truyền lực, nhưng kỳ thực Tạ Nghi Đình và tam vị trưởng lão vì trong cảnh ngộ kiệt lực nên đâu thể truyền lực. Bất quá đấy chỉ là cách gọi để ám chỉ kết quả sau khi ai đó họ được vận dụng tuyệt phục thủ pháp của hộp bích truyền lực. Và thật ra bọn Tạ Nghi Đình bốn người chỉ cần vận dụng chút ít công phu cùng một lúc điểm vào bốn đại trọng quyệt của tiểu mai. Một thủ pháp chỉ có những ai cùng am hiểu một loại công phu, cùng tinh thông một loại thủ pháp và cùng thi thố một nội lực đồng đều với công phu tuyệt thủ, chỉ địa tuyệt môn mới có. Thì việc giúp ai đó thành toàn nội lực mới có thể thu đến kết quả. Điều đó đã xảy ra, và tiểu mai ngay sau đó chợt đứng lặng người, một lúc sau mới mở bừng hai mắt với những tia tinh quang phát ra ngời sáng. Tạ Nghi Đình mỉm cười hài lòng. Ngươi bây giờ đã là đệ nhất cao thủ của bản môn. Ta thay mặt Tạ Nghi gia thâm tạ đại ân của ngươi trước. Hãy giúp cho ta báo thù cho Nghi Phượng.
Và nếu nhỡ may mắn Nghi Phượng vẫn còn sống, từ nay trở đi ngươi không còn là nô tỳ nữa, trái lại sẽ là nghĩa muội của ta, cũng là nghĩa tỷ của Nghi Phượng. Cầu chúc cho ngươi mã đáo thành công. Ngay lúc này bỗng nghe bụp một tiếng, chỗ đất đổ sập trước miệng lò Âm Dương chợt vỡ tung, để lộ một Quyền Xuân Thu lão đảo và mệt lã bước ra. Nhìn thấy ả A Hoàng, Quyền Xuân Thu gượng cười đưa tay chỉ ngược vào tận bên trong gò đất. Quý tiểu thư vẫn vô sự, phiền cô nương tiến vào thay tại hạ chăm sóc cho tiểu thư. Nhưng Tiểu Mai bất ngờ lao ập đến. Đừng nghĩ dễ lừa ta bằng những lời nhảm nhí của ngươi, hãy nạp mạng đi. Không thể ngờ lại bị Tiểu Mai đối xử như thế này, Quyền Xuân Thu biến sắc, y chấp chới lùi về phía sau. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cũng như Nghi Phượng bị kình lực tống thẳng ra ngoài, lần này đến lượt Quyền Xuân Thu bị bật tống bay tuốt vào bên trong. Không những thế, dư kình còn khiến cho cả gò đất rung rinh chao đảo chực đổ sụp xuống. Chợt nhớ đến Nghi Phượng, Tạ Nghi Định bật kêu thất thanh, Tiểu Mai, mau, ngươi định vùi luôn thi thể của Nghi Phượng trong đó sao? Gò đất đang chuyển mình, việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Mai kinh hoàng toan xông vào, nào ngờ lại một bóng nhân ảnh lão đảo chạy ngược ra, đó là Nghi Phượng. Với y phục tuy xóc xếch do mặt vội, nhưng đầu tóc thì vẫn chỉnh tề và còn có sắc diện hồng nhuận như chưa hề bị tổn thương. Nàng vừa chạy ra vừa đảo mắt tìm quanh, y đâu, Quyền Xuân Thu vừa mới chạy ra đâu rồi? Tiểu Mai vội kéo Nghi Phượng và lôi ra chỗ an toàn. Rào rào, cả gò đất đổ ụp xuống trước mắt mọi người, cũng là kết cục tất yếu cho Quyền Xuân Thu. Là kẻ dám gây thương tổn cho Tạ Nghi Phượng là nhị tiểu thư của Địa Tuyệt Môn. Nhưng Nghi Phượng vẫn tìm quanh, không ai thấy y bỏ đi đâu ư? Tạ Nghi Định thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn Nghi Phượng khắp lượt vừa lên tiếng, muội muội vẫn bình ổn là tốt rồi, sao Tiểu Mai bảo muội bị tiểu tử sát hại? Hay là có ngộ nhận gì chăng? Nghi Phượng vẫn nôn nóng tìm hình bóng của Quyền Xuân Thu. Muội đang hỏi y, vì đã thương muội là do y lầm lẫn muội với ai đó, nhưng cũng chính y sau đó đã thi thố diệu thủ, kể cả bất chấp hao tổn gần 20 năm công phu tu vi để giúp cho muội vừa khôi phục vừa khai thông nhị mạch nhâm đốc. Y chỉ có ân chứ không có lỗi gì với muội. Y đâu, muội không thể để cho y đang lúc thất tán công lực lại bỏ đi, vì lúc này chỉ cần một kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu muốn lấy mạng y thì cũng dễ như trở bàn tay. Muội hỏi lại, y đâu rồi? Họ đều bàng hoàng và hầu như ai ai cũng đưa mắt nhìn vào gò đất vừa biến thành nấm mộ cực to dành cho ân nhân cứu mạng Nghi Phượng. Nghi Phượng chợt hiểu gì thế, càng thêm hoang mang. Rõ ràng y vì ngại bị muội phiền trách nên đã vội bỏ đi. Vì cớ gì y bỗng quay trở lại, và tại sao gò đất lại trở nên như thế này? Người còn đủ tỉnh táo để lên tiếng đáp lời chính là Tiểu Mai. Nhị tiểu thư bình tâm, do mắt của tiểu tỳ mục kích y hạ sát tiểu thư, cho nên thiếu môn chủ hạ lệnh bằng mọi giá phải báo thù. Và thật ra mọi người không một ai hay biết những gì đã xảy ra sau đó. Ai nấy chân khí đều cạn kiệt, đành mạo hiểm dùng tuyệt thủ pháp hợp bích truyền lực thành toàn cho Tiểu Mai, quyết định để Tiểu Mai một mình xông vào ứng phó. Nhưng chưa gì đã thấy y bước ra, với tình thế đó Tiểu Mai không thể không hạ thủ. Nàng hoàn toàn suy sụp. Trời ơi, nhưng y lại là ân nhân của muội, một khi y không còn, muội không biết sống làm gì nữa. Ôi Xuân Thu huynh, tất cả là do Nghi Phượng này, không nên không phải đối với huynh, muội nguyện chết theo huynh. Mọi người giật mình và ngỡ ngàng, nhân đó cũng nhìn lại dáng người thiểu não với y phục xóc xếch của nàng, phát hiện họ đang nhìn như muốn ám chỉ điều gì. Nàng vội lên tiếng giải thích qua những giọt lệ thảm chan hòa, mọi người xin đừng nhìn như thế, y hoàn toàn không xúc phạm gì đến Nghi Phượng. Y thực chỉ vì diệu thủ của y buộc phải trút bỏ hết mọi vướng víu. Y là bậc quân tử và thân thể này đã
để y nhìn thấy y không còn ai khác ngoài y là trượng phu của Nghi Phượng. Nhưng tiếc thay y lại không có cơ hội gọi Nghi Phượng này một tiếng nương tử. Chàng chết thật là thảm thương. Mọi người càng nghe càng thêm bàng hoàng. Đến nỗi chỉ có mỗi một mình nhị trưởng lão lên tiếng. Nếu vậy y đích thực là truyền nhân của toàn chân phái. Vì theo tương truyền, toàn chân phái có một diệu thuật đủ công năng để cải tử hoàn sinh, gọi là chân nguyên tiên thiên cửu dương chí tôn bồi thuật. Và mỗi một đệ tử chân truyền chỉ được thi thố diệu thuật này một lần ở trong đời, với điều kiện là một đồng nam. Vì khi thi thố xong rồi, toàn bộ chân nguyên của người thi thố sẽ hoàn toàn thất tán. Tuy không chết, nhưng phải hy sinh công lực nếu muốn chu toàn sinh mạng cho người định cứu. Dám hy sinh cho nhị tiểu thư đủ thấy y chính là một trang quân tử đại trượng phu, đại hảo hán. Địa tuyệt môn của chúng ta e không đương nổi thâm tình sâu dày này của y. Diễn biến của cuộc diện cứ càng lúc càng đưa tới, khiến cho mọi người đã bàng hoàng càng bàng hoàng thêm. Tạ Nghi Đình chợt rút một tiếng thở dài. Quyền Xuân Thu chính là đại ân nhân của bản môn. Để đáp đền trong muôn một, thật tiếc chúng ta chẳng ai biết y còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành để thay y thực hiện. Lời của Tạ Nghi Đình khiến cho Tạ Nghi Phượng sực tỉnh. Chờ đã, dường như muội còn nhớ một vài điều y thố lộ lúc giúp muội trị thương. Phải rồi, thoạt tiên y có nói mục đích y đến đây để tìm bổn môn. Tiểu Mai hỏi, thảo nào lúc vừa đến y đã lớn tiếng gọi, bảo là có việc khẩn cấp cần hội diện với bổn môn. Tạ Nghi Đình nghi hoặc, y đã không muốn bổn môn gây thêm cho y phiền toái, sao bây giờ lại cố tình tìm chúng ta? Nghi Phượng từ từ nhớ ra và nói, dường như khi đó y có biết là Âm Dương Kiếm Quyết được giấu một nơi gọi là Địa Thảm. Tuy y không biết Địa Thảm nằm ở đâu, nhưng dường như Lão Kha và Thúc Thúc Tạ Nghi Luân có biết. Y còn nói rằng Kha Lão đã phản bội Thúc Thúc, như có giả tâm muốn đi tìm Kiếm Quyết một mình. Y bảo sát hại nếu Kiếm Quyết rơi vào tay kẻ có tà tâm, và có ý mong chúng ta biết rõ Địa Thảm ở chỗ nào, thì phải khẩn trương ngăn chặn Kha Lão lại. Tạ Nghi Đình giật mình, vì sao yếu biết một nơi gọi là Địa Thảm, lại còn điềm chỉ rõ đó là nơi ẩn giấu Kiếm Quyết Âm Dương. Ngần ấy năm mà bổn môn đi tìm kiếm nhưng không thể thực hiện, là Ngô Phi Đạo cho y biết, có phải vậy không? Nhắc đến Ngô Phi Đạo, muội mới nhớ y có đề cập thêm đến Ngô Phi trưởng lão. Y bảo Ngô đại trưởng lão hoàn toàn giấu kín thân phận, chẳng cho y biết trưởng lão là ai. Cũng không nói vì sao Ngô trưởng lão nhận cưu mang nuôi dưỡng y, và nhất là khăng khăng không cho phép y gọi Ngô trưởng lão là sư phụ. Y than vãn là khó mong có cơ hội tìm hiểu thân thế lai lịch của chính y. Có lẽ vì biết trước một khi công lực bị thất tán, y sẽ khó bôn tẩu giang hồ để truy tìm thân thế. Nhị trưởng lão cảm khái bảo, người luyện võ xem võ công như tính mạng của mình. Y dù biết vẫn hy sinh, có thể bảo y là một trang quân tử hiếm có, hay là bổn môn giúp tìm ra thân thế của y đi. Điều này vẫn có thể thực hiện nếu chúng ta bắt đầu truy nguyên từ những hành tung ban đầu của Ngô đại trưởng lão, kể như nhận lệnh tiễn môn chủ ly khai bản môn. Tiểu Mai chợt động tâm lên tiếng, có thể dễ dàng hơn nếu tình cờ chúng ta biết trên thân thể của y có một dấu vết hay một biểu dạng hữu biệt nào. Lúc nói câu này, Tiểu Mai có một thoáng liếc nhìn Nghi Phượng, và ánh mắt của Tiểu Mai đã bị Nghi Phượng bắt gặp. Nàng đỏ mặt toàn phân minh thì bất chợt vỗ trán kêu, ta nhớ ra rồi, lúc than giảng về thân thế mù mờ, y có nhắc qua là Nghi vẫn không hiểu vì sao ở dưới gan bàn chân của y lại có một vết sẹo như thể bị kiếm rạch phải. Tiểu Mai tỏ vẻ chú tâm nói, vết rạch ở chân ư? Vậy y có nói hình dạng như thế nào không? Nghi Phượng thán phục, người suy luận thật là tinh tế.
Quả là y có nói như thế và bảo vết kiếm rạch có hình chữ nhân. Tiểu Mai thoáng biến sắc. Cả hai lòng bàn chân của y đều có rạch vết kiếm chữ nhân hay là chỉ một bàn chân? Nghi Phượng nghi ngờ. Lời của ngươi hỏi ti thừa, nhưng lại có dụng ý ta nghe như là ở cả hai bàn chân của y đều có. Vậy ngươi giải thích xem, vì sao ngươi chợt nêu ra vấn đề này? Bởi theo lẽ thường, nếu cố tình dùng kiếm lưu lại vết tích, chỉ cần một chân là đủ. Và nói như ngươi thì hai chân của y bắt buộc phải có hai vết sẹo hay sao? Tiểu Mai chợt hít vào một hơi thật dài. Nàng không trả lời câu hỏi của tiểu thư, mà lại nhìn mọi người sau cùng đó. Ánh mắt nhìn vào Nghi Phượng nói: xin thứ cho tiểu tỳ không thể giải thích ngay lúc này. Giá lại tiểu tỳ vì có chuyện khẩn, có lời muốn tạ từ nhị tiểu thư, thiếu môn chủ và toàn thể môn hạ của Địa Tiệt Môn. Chỉ xin chư vị hiểu cho tiểu tỳ. Tiểu tỳ vẫn luôn cảm kích những gì đã được Địa Tuyệt Môn ban cho suốt thời gian qua. Bây giờ tiểu tỳ xin cáo biệt, thật mong có ngày gặp lại. Và vì đã có thân thủ vừa đạt ở mức thượng thừa, Tiểu Mai một khi quyết ý ly khai thì không một ai ở đương diện có thể cản ngăn nàng. Mọi người nhìn theo và thầm hoang mang. Tiểu Mai có ý gì khi bảo sẽ luôn luôn cảm kích Địa Tuyệt Môn? Với lại nàng vì sao biết ở hai lòng bàn chân của Quyền Xuân Thu phải có đủ hai dấu tự dạng và đều là hai chữ nhân như nhau? Nhưng có muốn dò hỏi thì cũng không thể đuổi kịp Tiểu Mai. Họ đành ngậm ngùi ngấm ngầm vĩnh biệt Quyền Xuân Thu để vội vàng kim trình đi đến một nơi gọi là Địa Thảm.